Tôi xin giới thiệu lại một chút xíu. Thì phương pháp của chúng ta là liệu pháp về y mau mạch. Và người đi tiên phong trong cái phương pháp này ở Việt Nam chính là Thầy Sư Quang Châu, là người khởi xướng ra một cái phương pháp phòng ngừa bệnh không dùng thuốc và bằng liệu pháp y mau mạch. Thì liệu pháp y mau mạch là gì? Mọi người dùng ạ. Mau mạch là những cái mạch máu nhỏ nhất của cơ thể. Cái mạch máu, ví dụ như là mọi người cứ hình dung là tim chúng ta bóp cái máu đỏ tươi đi ra nuôi cơ thể. Thì sao? Thì nó sẽ chia nhánh ra. Chia nhánh nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Tức là máu nó sẽ đi vào những kênh nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Và cái mạch máu mà cuối cùng mà nhỏ nhất chính là mao mạch. Mao mạch chính là cái mạch máu nhỏ, là cái cánh cửa duy nhất để đưa được máu tới nuôi từng tế bào của cơ thể chúng ta. Do đó mà mao mạch cực kỳ quan trọng. Nếu mao mạch mà thông thì hồng cầu mới mang máu tới, mang oxy dinh dưỡng tới nuôi tế bào và dọn đi những cái chất thải của tế bào, là những chất bài tiết của tế bào và carbonic. Còn nếu như mao mạch bị tắc thì đồng nghĩa với chuyện là tế bào sẽ không nhận được oxy, không nhận được dinh dưỡng, cũng không có loại bỏ được độc tố. Thì tôi nói đơn giản về mao mạch như vậy. Thì liệu pháp y mao mạch là gì? Liệu pháp y mao mạch tức là chúng ta sẽ đả thông bế tắc ở mao mạch để khôi phục lại tế bào. Khi tế bào được khôi phục thì cơ quan được phục hồi và cơ thể chúng ta khỏe mạnh, hết đau bệnh, đơn giản được thôi. Thì đây gọi là liệu pháp về y mao mạch. Và hôm nay thì tất cả các bác, các bệnh nhân đây sẽ tự trở thành thầy chữa. Tức là tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta tự điều chỉnh cái chứng đau của chúng ta, cái chứng đau khớp gối, mà mọi người sẽ không phải trông đợi. Đặc biệt là những người lớn tuổi rồi, con cái thường xuyên là bận rộn ha, mong hoài có thấy nó về nó giúp đâu. Bây giờ nói là con về giúp cho ba mẹ, chứ mà kỳ thực là chờ đến 9-10 giờ đêm con vẫn còn đang đi làm, làm tăng 2, tăng 3 chưa về. Thì lúc này chúng ta sẽ tự ở nhà, chúng ta sẽ tự lo, không phải trông chờ. Đặc biệt những người mà neo đơn thì cái này cũng rất quan trọng. Rồi, và đây là lớp mình là những ai đi học, ai hôm nay đăng ký học mới à. Rồi những anh chị đăng ký học mới ngày hôm nay ngồi quan sát, ngồi quan sát cái cách mà bệnh nhân họ được làm thể chữa cho họ ha. Để mình hình dung là nếu như mình làm thì mình sẽ biết được, nắm được cái kỹ thuật. Rồi, bây giờ mọi người bắt đầu dùng thôi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.